2 năm 2024. Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam số 355 QĐ-UB. Cô Tú hôm nay đã trở thành những chiến sĩ trong niềm hạnh phúc của những người hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương và những người thế và toàn thể nhân dân người nhà. Các bạn thân niên thân mến, thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và chiến sĩ quân đội. Mùa xuân lung linh sắc Hồ Xuân Sơn Phước Trà. Nguyễn Ngọc Tăng Sơn Trà Tân Bình. Trần Văn Quốc Phú Tân Bình. Trần Văn Thịnh. Đóng đi, không có đi.